cho nên mình rất là để ý. Về chuyện điểm hợp giữa xương đó, thì các bạn cầm một cái viêm xương lên thì chúng ta cần động cái gì ạ? Có ba yếu tố để mình cần động, nhất là về động động độ với xương ha, rồi lấy xương này nó giảm động độ đi ha, hoặc là nó tăng động độ lên, rồi là độ xương. Thứ hai là về cấu trúc, tức là mình nhìn vô cái xương đó mình xem thử nó có cái vùng nào hủy xương không, có tạo xương không, hoặc là nó có hủy xương và nó có tạo xương, rồi là hỗn hợp hay không. Rồi thứ ba là hình dạng của nó, thì nó có thể biến dạng cong hay sao đó vân vân. Thì mình cầm một cái tấm phim cho mình đọc, mình phải để ý ba cái yếu tố đó là rất là cơ bản. Ví dụ ha, ví dụ mình thấy là giảm động độ xương á, thì nó có thể là lan tỏa hoặc là có thể là phù chú ha. Ví dụ mình hay đọc một cái phim cuộc sống á, các bạn đi lâm sàng mình hay có hay gọi là cái này là giảm động độ xương lan tỏa của cái đốt sống luôn, thì nghĩ bệnh nhân này loãng xương chẳng hạn ha. Đó là những cái bệnh cảnh rất là trầm trọng của mình, nhuyễn xương hay là những bệnh nhân bị cùng cái cảm giác. Còn giảm được độ xương khu trú là khi nào? Ví dụ như cái mình thường thấy nhiều nhất là những bệnh nhân già bị bất động. Khi mình bất động không hoạt động tại cái vùng đó thì vùng nó sẽ bị giảm chuyển hóa, thì xương nó sẽ mình thấy nó sẽ bị đen hơn, tức là giảm cảm độ xương so với những vùng khác. Tăng động độ cũng vậy, tăng động độ tức là người ta gọi là đặt xương. Đặt xương thì các bạn thấy là những cái bệnh nhân nó sáng trương lên hết, cái xương nó sáng lên hết thì thường gặp nhất là bệnh xương đá. Bệnh xương đá tức là tăng độ xương lan tỏa. Cái thứ hai là tăng độ xương khu trú ha, là thường gặp nhất là những cái đảo xương và can xương, những cái gãy xương cũ và nó can xương thì nó tăng độ xương khu trú ha. Còn cái đảo xương là cái mình hay thường gặp. Rồi ví dụ các bạn mà đi học đã đi lâm sàng mà đọc mấy cái phim mà về CT bụng á, CT bụng thì bây giờ ở đâu cũng chụp hết. Thì sau khi người ta chụp hết cái CT bụng, sau khi mình đọc hết được những cái thông tin trong cái sàn CT bụng rồi, thì bác sĩ người ta hay chuyển sang cửa lỗ xương á. Thì các bạn chú ý được những cái phần xương và đảo xương hay thường gặp nhất ở bên xương đùi và xương chậu. Thì xin mình xem được là những cái nốt xương như thế, đó là đảo xương hay là di căn xương, đúng không ạ? Thì các bạn phải học, phải nắm cho nó kỹ chỗ này. Ví dụ như trên một bệnh nhân có một tiền sử ung thư, người ta đã mổ rồi, người ta hóa trị hết rồi, cơ này người ta đi tái khám, thì mình đọc trên một cái phim đó. Khi mình đọc hết rồi, mình có phần bụng rồi, thì bây giờ mình chuyển đổi qua cửa lỗ xương thì có những cái nốt nằm độ cao ra cao của xương chậu hay là xương đùi gì đó. Thì mình xem cái nốt này là hay là hạ trên, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý ha. Nếu các mình chưa chú ý thì bây giờ chuẩn bị những ngày tiếp theo mình đi học lâm sàng mình chú ý đó. Đây là một cái xương cột sống thắt lưng bình thường ha. Đây là một cái xương cột sống thắt lưng loãng xương, tức là mình thấy được cấu trúc chậu 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 á. Những cấu trúc về xương nó bị thô lại cái giảm trong độ xương, làm bỏ hết tất cả các thân sống thắt lưng, nó có sẽ lún thân sống lưng thấp. Và cái hàm răng thứ ba đó, cái thứ ba này ha, đây cái đó là giảm trong độ xương khu trú ha. Và một cái bệnh cảnh thường gặp nhất của mình đó là một cái tổn thương hàm răng, hàm răng tức là u mặt trong thân sống. Thì mình thấy sao, mấy cấu trúc về xương nó bị thưa lại ha, và nó có thành sợi dọc như vậy ha. Đây là một cái dạng bệnh cảnh rất là giảm động độ xương, mà cái bệnh cảnh rất là đặc biệt, tức là có osteomalacia, tức là nhuyễn xương, tức là cô cấp xương canxi đủ nhưng mà không có vitamin D thì xương nó còn được thấp hơn. Thì những bệnh cảnh đây nó sẽ gây ra một cái giãn gãy ha, giảm cái gãy xương. Đây là ví dụ như những cái đường gãy ha, phía trong đây bờ trong cổ xương đùi hay là về phía xương vai, hoặc là gần trên và dưới xương mu. Thì khi có những cái tổn thương về gãy và những cái đường thấu quang màu đen như thế mà nó không có được sát hết thì chúng ta cần phải cân nhắc đây là một cái hay là đây là một bệnh lý về malaysia. Đây là mình minh họa một bệnh lý về giảm tập bộ xương, đúng không ạ? Tức là những cấu trúc tròn như thế này ha. Đây người ta vẽ là đây ha, tức là giảm tập bộ xương lan tỏa, thường gặp nhất là đau tủy hay là di căn. Những bệnh nhân nào mà từ 40 tuổi trở lên thì hai cái tổn thương thường gặp nhất trong nhà nốt của mình nó phải là đau tủy và di căn xương. Đây ha, là island bone, tức là tay mình dịch nó island là đảo bone, là xương, là đảo xương, nhưng mà cái từ chuyên ngành của nó là endothelial ha. Thì các bạn thấy có một cái cấu trúc xương độc độ cao trong thân sống ha.
gai gai cấp là nó đi theo cái thớ xương trong đầu, thứ hai nghĩ là hình tượng mở âm điệu nó hát đúng không ạ? Nhưng mà đây là sự phát triển dày lên những thớ xương, đây là một tổn thương điển hình cho một cái endocytosis, tức là đau xương, đó là lành tính các bạn chứ không phải ha. Gặp phải đám rõ chỗ này một tí, ví dụ đảo xương ở xương cái thổ thanh thay cái gai dưới thì cái càng này bé đó là các bạn thấy ha, cái xương sườn đó ha, tăng nồng độ xương lan bỏ nguyên cả cái xương sườn, nguyên cả xương ức và xương thanh thay luôn ha, không còn cấu trúc vỏ thủy bình thường của một cái cấu trúc của xương dài, vì đó là tăng nồng độ xương lan bỏ trong bệnh lý bệnh xương đá. Còn cái hình thứ tư đây, đây là có tăng nồng độ xương khu trú ha, nó vừa là tăng nồng độ xương khu trú trên một bệnh nhân gãy cổ, nó vừa biến dạng luôn cái trục xương. Cái hình đây cũng vậy ha, hình đây là tăng nồng độ xương lan bỏ xương cổ sống, xương sườn và xương chậu hai bên, còn đây là tăng nồng độ xương khu trú ở cái chỗ của tên màu xanh ha. Hình đi xoay dưới đây ạ, hình đi xoay các bạn thấy ha, một hình đi xoay đây xương sườn của nó sẽ không còn cấu trúc vỏ thủy bình thường nữa, đó là tăng nồng độ xương lan bỏ hai bên về xương sườn, xương vai và xương xương đầu. Đây là hình X-quang bình thường ha, là nó phải có vỏ thủy xương bình thường. Rồi, đó là mình học xong về làm đồ đó ha. Giờ tiếp theo mình học về cấu trúc. Cấu trúc thì mình có hủy tạo và hỗn hợp. Hủy xương á, trong hủy xương thì các bạn đã biết rồi, nó có ba dạng, đó là dạng bản đồ, dạng một cạnh và dạng thấm. Bản đồ là sao? Rất ngon ngay là geographic, tức là giống như giờ mình trên cái bản đồ thế giới của mình á, thì mỗi nước thì sao ạ? Nó có mỗi hình dạng khác nhau, tuy nhiên về cái border, tức là về biên giới nước này nước kia nó sẽ xem hình rõ. Như vậy bản đồ là như vậy, nó có rất là nhiều hình dạng khác nhau, tuy nhiên giữa cũng có tổn thương với mô lành xung quanh giới hạn đỏ, thì trong đầu mình nghĩ hai đó là lành tính. Còn hai đó, hai cái thứ còn lại đó là gì? Một cặp và dạng thấm, là dạng một cặp tức là những lỗ rất bé li ti ha, 2-5 ly, cho nên nó chấm chấm như vậy. Còn tiếp cái dạng thấm, thấm thì các bạn tưởng tượng những hồi xưa là bút mà là bút kim tinh á, các bạn có học bút mực không ạ? Cho mình hay đi đâu gần nước thì nó thấm cho hàng. Tức là cái thứ hai là một cặp, tức là những nốt mà vẫn còn thấy rõ. Còn dạng thấm là những cái lè mà mình không còn thấy rõ nữa ha, mà tổn thương dạng vô số. Mình nói con nôm na thì các bạn phải gì nhớ ha. Chứ bởi vì những cái bài xưa như thế này sao ạ? Học rồi, học lại, học nữa, em cũng quên à. Bởi vì sao mà? Bởi vì đã nói về xương rồi, tức là xí quách mà đúng không? Xí quách thì đâu ai cũng gặp. Cho nên mình chỉ nhắc đến một cái số điểm của người ta gọi là cơ bản nhất. Giờ mình nhớ cái chính là của khi nào mình gặp pháp từ nhỏ thì mình sẽ lấy sách mình đọc tiếp. Cách học là như vậy. Đây là hình minh họa của các bạn ha, hình minh họa này. Đây ạ, đây là cái hình hủy xương dạng bản đồ, các bạn thấy ha. Những cái đường hủy xương như thế này rất là rõ ràng ha. Đây là thấm ha, những cái vẹt cái hàng không rõ ràng trong cái hủy xương. Đây là một cấu trúc của cái tổn thương ABC ha, của cái hủy xương, cái hàng tương đối rõ. Những cái tổn thương một cặp ha, một cặp những cái chấm khắp nơi, trong xương hộp sọ, trong xương cánh tay. Của cái phần này các bạn học chưa? Rồi ha. Nhưng mình qua hả? Không. Bởi vì nó sẽ dễ bị lặp lại. Ai dạy bài này vậy? Sao hả? Bị gan dạy hả? Bộ lên. Vậy sao nói mình? Nó nói gì? Giờ mình qua cái này. Bộ giấy bộ lên dạy bài nào? Bộ lên dạy là hình ảnh chung á. Ai hình ảnh chung hết. Vậy thì bây giờ mình muốn học nhanh nhất là mình đi qua cái này. Như vậy coi như mình đố đấy hả? Mình đố đi cho nó học có nhiều nè. Một cái là di căn, một cái là VCT hả? Tức là ưu đại bào. Thì cái nào là di căn, cái nào là ưu đại bào ạ? Hình bên đây là hình phải đi hả? Thì giờ cái nào là di căn? Phải hay trái? Rồi, cái này giỏi. Vậy là nói chung là như vậy tất cả các phần này là cô Linh nói rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ qua cho học phần khác.